Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, cái mùa này rơi vào cái mùa trái cây rất là nhiều, trái vải thì đang rộ mùa ha, giá thành thì cũng rất là rẻ. Hôm nay mình mua chỉ có 30 ngàn một ký thôi, cho nên mình mua về và mình làm cái món trà trái vải cho gia đình của mình dùng. Sẵn đây mình sẽ chia sẻ đến cả nhà luôn nha. Đây là cái vải thiều ha. Vải này thì nó có cái vị hơi chua chua rất là ngon. Trái vải thì mình thấy nó có tới 2-3 loại đó á. Mình tìm mua cái loại nào mà nó có cái vị hơi chua á, thì mình làm vào cái nước trà mình uống á, thì nó sẽ ngon hơn. Tại vì nó có cái vị chua chua ngọt ngọt á cả nhà. Thì cái vải này hôm nay mình mua là cái vải thiều, 1 ký là 30 ngàn. Hôm nay mình mua 3 ký về mình làm nè. Nãy giờ mình cũng có lột, mình ăn hết mấy trái rồi á cả nhà. Và nó có cái vị chua chua rất là ngon luôn. Mình lặt cái cuốn nó ra sạch hết đi, xong mình chuẩn bị khoảng một muỗng canh muối hộp như thế này nè. Mình cho vào khoảng 2 lít nước ha. Mình quậy cho nó đều ra và mình đổ vải vào mình ngâm khoảng 5 phút nha. Mình ngâm vào nước muối để cho nó sạch nè. Hoặc là khi mà người ta trồng mà người ta có sử dụng phân thuốc gì á, như vậy thì nó cũng sẽ an toàn hơn ha. Trong cái lúc mà mình chờ ngâm nước muối á, thì mình chuẩn bị một cái nồi nước tầm khoảng 3 lít nước vậy đó. Mình bắt lên trên bếp mình đun sôi nè, để mình luộc cái trái vải sơ qua nha. Cái nồi nước mình lúc này nó cũng gần sôi rồi. Bây giờ cái trái vải mình ngâm nãy giờ cũng tầm khoảng 5 phút hơn rồi đó. Bây giờ mình đem đi rửa lại cho nó sạch ha. Nồi nước nó cũng đã sôi rồi, mình cho hết trái vải này vào mình luộc nha. Thì trong cái lúc mà mình chờ cho cái nước này nó sôi trở lại á, thì mình sẽ đi nấu cái phần nước đường. Ở đây mình chuẩn bị là 300g đường ha, đường cắt trắng. Nếu mà cả nhà thích dùng đường phèn thì cũng được nha. Thì cứ mỗi 1 ký vải thì mình cho khoảng 200g đường là được rồi. Rồi mình cho vào trong đây thêm 300ml nước nữa và mình đun sôi lên. Bật bếp lên để mình nấu nước đường. Trong lúc này thì mình quậy như thế này để cho nó tan cái đường này ra nè. Mình quậy cho đến khi nào nó tan hết cái đường thì thôi ha. Thì lúc này là cái nồi trái vải mình bắt đầu nó sôi rồi nè. Thì nó sôi lên tầm khoảng chừng 2 phút thì mình vớt cái trái vải này ra được rồi. Mình đừng có để cho nó lâu quá là nó mềm, nó không có ngon đâu nha cả nhà. Mình chuẩn bị một thau nước đá nha. Mình vớt cái trái vải này ra, mình cho vào trong cái thau nước đá mình ngâm ha. Để khi nữa mình ăn là nó có cái độ giòn, nó sẽ ngon hơn á. Cho thêm nước đá đây, này nước đá hơi bị ít rồi nè. Cho thêm nước đá vô cho nó đủ cái độ lạnh á. Trở lại với cái nồi nước đường của mình, bây giờ nó cũng đã sôi được 5 phút rồi nè. Thì mình cho vào đây một quả chanh nha. Mình bắt vào đây một quả chanh như thế này á, để cho lát nữa cái đường của mình khi mà nó nguội á, nó không có bị cứng lại á cả nhà. Chanh này to, nước quá chừng nhiều luôn nè. Nhưng mà có cái nước chanh vào như vậy á, chừng nữa cái nước vải của mình nó càng ngon hơn nữa. Là tại vì nó có cái vị chua á cả nhà. Chua chua thì nó sẽ ngon hơn ha. Nãy giờ mình ngâm nước đá trái vải của mình, bây giờ nó cũng lạnh lắm luôn rồi. Mình sẽ lột nó ra rồi mình lấy cái hộp nó ra luôn ha. Mình lột nó ra xong rồi mình dùng cái kéo vậy nè, mình nhấp cái cùi nó cả nhà. Mình nhấp cho nó đứt hết mấy cái cùi ở phía trên đó nè. Hoặc là mình dùng cái dao á, mình đưa cái mũi dao nhọn nhọn vào mình gọt vòng vòng cũng ra nữa. Đó, xong mình lận nó ra vậy là nó sạch rồi đó. Rồi mình lột ra ha. Cái này mà ai mới làm á thì nó hơi khó lấy, nhưng mà mình lấy một vài trái rồi đó là nó quen tay, dễ lấy lắm luôn á cả nhà, nhanh lắm. Mình không có mũi kéo mình lấy được thì mình dùng cái mũi dao nhọn á, mình đưa vô cái mình gọc vòng vòng nó, mình lấy ra cũng dễ lắm. Rồi lần lượt như vậy mình làm tới hết luôn ha. Nãy của mình đó là 3 ký trái vải mà mình ăn hết mấy trái rồi. Bây giờ mình lột ra là nó được bao nhiêu cái phần ruột đây nè cả nhà. Cũng nhiều lắm á nha. Cái này cũng còn khoảng hơn 1 ký ruột luôn á. Cái vải thiều này cái cơm nó dày nhìn ngon quá à. Mà mình lột ra xong á nhìn nó trắng tươi à. Mà mình luộc lên nó thơm lắm luôn á cả nhà. Cái nước đường của mình bây giờ nó nguội rồi cả nhà. Nó nguội mà nó trong gì nè. Mình nặn chanh vô khi mà mình để nó nguội là rất là trong luôn. Bây giờ mình dùng cái keo thủy tinh ha. Mình cho trái vải vào, mình cho nước đường vào luôn nha.
múc vô từ từ đi. Mình giữ lại cái phần nước này mình cho vô luôn nha cả nhà. À, chứ mình đừng có bỏ nha, tại vì cái nước này là nó có cái vị chua đó, ngon lắm á. Lúc mà mình lột á, mình giữ lại cái phần nước ở trong cái trái đó nè, mình không có bỏ. Nó cũng ra được nước nhiều lắm luôn nè. Cái này nước nhóc cho nè. Mình sẽ cho nước đường vào luôn nha. Cái phần này nó nhiều quá, mình cho 2 keo mới hết. Rồi mình cho nó ngập là được rồi. Xong mình đậy lại, mình cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh á. À, bây giờ mình làm buổi sáng nè, chiều mình uống cũng được, hoặc là mình để qua ngày hôm sau á thì nó sẽ thấm đường nó ngon hơn á cả nhà. Bây giờ mình để tới chiều rồi mình sẽ quậy ra cái ly, mình mời cả nhà thưởng thức ha. Rồi mình đậy lại, mình cho vào trong tủ lạnh nha. Mình để ở trong tủ lạnh hồi sáng giờ nó cũng lạnh ngon lắm luôn rồi nè cả nhà. Bây giờ chắc nó cũng thấm ngon rồi đó. Thơm quá chừng thơm luôn á. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái trà hòa tan ha cả nhà. Mình có thể sử dụng trà túi lọc cũng được, nhưng mà là trà cùng loại luôn nè. Đây là trà vải luôn nha. Mình làm 2 ly nhưng mà mình sử dụng 3 gói ha. Cho vào trong cái ly đi. Mình xài cùng loại vải luôn á cho nó thơm. Nếu mà có trà túi lọc thì nó ngon. Hôm nay mình mua không có trà túi lọc cho nên là mình xài trà hòa tan luôn. Cái nước này mình đã đun sôi lên rồi, mình để cho nó nguội bớt rồi ha. Cho vào trong đây. Vừa đủ mình làm 2 ly thôi. Quậy cho nó đều ra nè. Mình chia ra 2 ly. Xong á mình múc một ít nước ở trong cái keo mình ngâm nè. Tại vì trong này nó cái nước vải nó ra nó chua cả nhà. Kết hợp lại với trà này thì nó sẽ ngon ha. Mình cho vô tầm khoảng một muỗng canh vậy đó. Rồi mình thích ăn cái này nhiều thì mình cho nhiều. Cái cơm nó mình chưa, mình để lên trên mặt cho nó đẹp vậy. Xong mình cho đá lên. Rồi mình cho cái muỗng vô. Cho cái hút vô nữa. Thế là xong rồi. Đây là cái ly trà vải của mình đã pha xong. Mình mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Để mình ăn thử cái cơm của nó coi nó có giòn không ha. Mời cả nhà nha. Nó lạnh lạnh mà nó giòn giòn mà nó ngọt ngọt chua chua ngon lắm cả nhà. Mùa này trái vải gỗ mùa cho nên là nó rẻ lắm. Mình tranh thủ mình mua về mình làm mấy keo gì mình để trong tủ lạnh cho gia đình của mình dùng dần dần á cả nhà. Làm sẵn để trong tủ lạnh á, khi mà nhà có khách á, mình làm ly trà vải ra mình mời khách á, uống á, cũng ngon nữa cả nhà. Buổi trưa mà trời nắng vậy nè. Buổi trưa mà nắng nóng á, mình uống ly trà trái vải này ngon lắm luôn á cả nhà. Nó đã chua chua ngọt ngọt thơm thơm. Thì thôi, cái món trà trái vải tới đây mình cũng xin tạm dừng nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình. Nếu xem thấy hay thì nhớ cho mình một like.
và bấm đăng ký theo dõi kênh để xem tiếp những video sau của mình nha. Bây giờ thì chào tạm biệt, bye bye.